quý cô chú anh chị đã quay trở lại với chiếc chè bông. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là cái mặt hoa của cúc Tây Thi nè cả nhà. Mấy hôm nay thì em cũng quay giới thiệu với chúng ta là cái cúc Tây Thi nó hoa nó to như thế nào và nó đẹp như thế nào ha. Bông nó là bông chùm, hoa rất là to nè cả nhà, nhìn nè, nó nở là chùm chùm như thế này không nha. Ở đây hoa to lắm cả nhà. Ở đây là cúc Tây Thi. Và loại cúc Tây Thi này thì cũng là đọt đỏ nha. Đọt đỏ như thế này đây cả nhà. Đó. À, lô này đặc biệt em ghép với lô gốc rất là đẹp nha. Có trái bí, có hình thú cá. Và lô này em đã bấm tàn hết rồi cả nhà, cho nên nó chuẩn bị nhảy nhánh nè. Cả nhà nhìn nè ha. Chiều cao thì một gang tay em thôi nha. Cây cao không có. Đây đế đẹp nè. Đó, đế đẹp nè. Cành nhánh nè. Chuẩn bị xoay tàn nè. Chuẩn bị là nó đang bung đọt ra, nhìn đọt đỏ rất là đã luôn ha. Đế đẹp ghê không cả nhà. Đó, lô này thì giá là 100k một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship nha cả nhà. Đó, lô này là cái gốc tự nhà quấn cho nên cả nhà nhìn thấy đã ghê không. Đó, 100k một cây, 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha cả nhà.